Lê Minh, Minh chào các anh chị, chào các bạn đã quay trở lại với đường live của Lê Minh Vlog. Hôm nay mình mời cả nhà hãy cùng đi trải nghiệm với mình một buổi sáng cuối tuần. Hôm nay buổi sáng chủ nhật các bạn hãy xem cái khung cảnh buổi sáng, bây giờ là 5 giờ sáng rồi. Nhưng mà trời cũng rất là sáng. Đi trải nghiệm cùng với mình gọi là xả stress cũng như là giải trí với mình cuối tuần thì các bạn. Xem bãi biển bãi sau thì cũng tàu tuần này có đông như kia hay không. Xin mời cả nhà cùng đi. Trong video có gì sai sót thì mong cả nhà nhâm ăn. Mình chúc cho cả nhà luôn luôn được mạnh khỏe, cả cuối tuần vui vẻ, an lành với gia đình nhé. Video chỉ mang tính chất giải trí, xả stress trong những ngày cuối tuần. Mong rằng các bạn xem hãy ủng hộ mình bằng cách đăng ký kênh ủng hộ. Hôm nay cái khung cảnh bãi biển rất là êm, đáng. Trời mưa lác đác các bạn. Hôm nay buổi sáng hơi mưa, bãi cát đây bây giờ chảy dài luôn, nước thủy triều đang rút xuống rồi các bạn. Bãi tắm buổi sáng rất là đẹp, kiểu các thanh thiếu niên buổi sáng chụp hình là chính như các bạn. Tắm biển thì rất là ít người. Đấy, phía xa thì các bạn xem, phía xa thì có một số tắm. Có zoom cho các bạn xem. Buổi sáng sớm rồi nhưng mà rất là đông luôn các bạn. Bãi biển lúc nào cũng náo nhiệt, đông vui. Rất là đẹp. Buổi sáng hôm nay rất là nặng luôn. Thank you.
Anh các bạn, nước rất là êm, bãi biển rất là êm. We'll be right back.
bây giờ chói nắng rồi các bạn. Bây giờ là nắng chói. Mong rằng chói lóa một chút thì mong các bạn hoàn hình của mình cũng còn rõ rất nhiều. Trong video hơi dài nên mình cũng xin phép dừng tại đây một lần nữa. Mình chân thành cảm ơn các anh chị và các bạn đã cùng đồng hành với mình trong suốt thời gian qua. Một lời tri ân nhất. Mình xin chào và hẹn gặp lại cả nhà trong 19 giờ tối ngày mai. Chúc cả nhà có một buổi tối thật là vui vẻ, an lành bên gia đình và người thân. Mình xin tạm biệt.